Hân hạnh giới thiệu bộ phim Bao Thanh Thiên do Trung Quốc sản xuất, Hoàng Kim Mộng. Đạo diễn Lưu Lập Lập, Lý Bảo Năng. Giám chế Lâm Sơn Hà, Mã Tú Nga. Biên kịch Kim Siêu Quần. Với các diễn viên Kim Siêu Quần trong vai Bao Chẩn, Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu, Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách, Lưu Hằng Vũ trong vai Trương Sung, Cao Tĩnh Nam trong vai Trương Long, Ngô Hải Nhược trong vai Triệu Hổ, Tôn Diệu Thành trong vai Sài Ngọc, Trần Ngạn trong vai Mộ Dung Nguyễn Nhi, Lưu Kim Toàn trong vai Dương Thừa Tướng, Trương Quốc Đình trong vai Sài Dương Gia, Cao Lượng trong vai Nhân Tông, Mao Kiên trong vai Sài Lộc, Dương Thần trong vai Điền Thanh, Đinh Tiểu Long trong vai Dương Triều, Phú Hoàng Giai trong vai Mã Hán, Cúc Ba trong vai Phạm Vĩnh, Lỗ Xâm Bảo trong vai Quách Bắc, Lạc Trình Chí trong vai Lưu Thông và một số diễn viên khác. Lại sụp hầm. Dạ, đã chết 20+ người. Vậy tình hình trên mỏ bây giờ sao rồi? Hiện giờ đang gấp rút tu sửa. Bảo họ nhanh lên, không được lỡ việc khai thác. Nhất định phải tiến hành theo kế hoạch đã định. Mỗi khi đúc được 50 cân vàng, kêu họ lập tức chuyển qua đây. Thuộc hạ chưa từng gián đoạn. Nếu ta không cho ngươi giám sát xưởng đúc, có ai biết ngươi có làm gì trong chuyện này không? Đại nhân, dù thuộc hạ có gan lớn bằng trời cũng không dám làm chuyện này. Lợi ích ta cho ngươi cũng không ít. Tốt nhất là ngươi đừng tham lam. Nếu không, chắc ngươi đã biết ta sẽ đối xử ngươi như thế nào rồi. Dạ, thuộc hạ tuyệt đối không dám có hài lòng. Nhưng mà hai hôm nay về ảnh hưởng của chuyện đình công, e rằng phải trễ vài ngày. Cho nên ta mới phái ngươi đến giám sát. Sau khi hầm mỏ tu sửa xong, bảo họ làm gì suốt ngày đêm, bù lại thời gian đã mất. Dạ. Đại nhân, dân phủ phái người tới thông báo, mời đại nhân qua phủ. Trương Sung khấu kiến Dương gia. À, không cần hành đại lễ như vậy, đứng dậy đi. Tạ Dương gia. Dương gia cho gọi, chẳng hay có gì không? À, bổn vương kêu người đến đây là muốn nhắc nhở người. Bao đại nhân muốn kiểm tra chính tích của người, người nắm chắc phần thắng không? Thôi Dương gia, Trương Sung nhận thấy chính tích của mình khá tốt, không sợ bao đại nhân xem xét. Vậy thì tốt. Bổn vương đã khen ngợi ngươi trước mặt của bao đại nhân, ngươi tuyệt đối đừng để cho bổn vương mất mặt đâu. Dạ, xin vương gia yên tâm. Bổn vương tuy là có tước vị nhưng không có thực quyền, nhưng đã định cư ở Thành Châu. Nếu châu chính của Thành Châu có vấn đề, bổn vương cũng cảm thấy mất mặt lắm. Dạ. Từ khi Trương Sung nắm giữ châu chính đến nay, lúc nào cũng cố gắng làm cho tốt, tin rằng bao đại nhân sẽ hài lòng. Nếu như bao đại nhân hài lòng,
Như vậy cũng làm tốt lắm rồi. Bản thân người cũng nên chú ý thêm. Về đi. Dạ. Trương Sung cáo lui. Sài Lộc. Có thuộc hạ. Ngày mai thì Mộ Dung cô nương sẽ trị bệnh cho Tiểu Dương già. Ngươi hãy thông báo cho người trong phủ, hãy thu xếp ổn thỏa, không được có sai sót. Thuộc hạ tuân lệnh. Mời. Mời. Tại sao bây giờ tốc độ chuyển vàng đến đây càng lúc càng chậm vậy? Gần đây khu mỏ xảy ra chút chuyện, hơn nữa còn không đủ người. Trước đây 5-3 hôm thì đã chuyển 50 cân vàng đến đây rồi. Bây giờ đã 6 ngày rồi mà vẫn chưa chuyển đến là sao? Huynh đừng nóng ruột. Tôi sẽ kêu họ tăng cường làm việc, sẽ bù lại thôi. Trong 3 năm qua, tổng cộng chúng ta đã khai thác được 20 vạn lượng. Nếu chiếu theo tốc độ này để đạt đến 50 vạn lượng còn phải đợi thêm 4 năm rưỡi nữa. Sau khi Bao đại nhân rời khỏi Thanh Châu, tôi sẽ tăng số lên gấp đôi. Tranh thủ trong 2 năm sẽ hoàn thành. Một khi đạt tới 50 vạn lượng, chuyện ở khu mỏ chúng ta không cần lo lắng nữa. Khai thác và đốt vàng ta phụ trách. Số vàng đó không có vấn đề gì chứ? Huynh không yên tâm về số vàng đó sao? Vậy thì vào xem đi, xin mời. Mời. Xem đi. Tất cả số vàng đều ở đây, không thiếu thỏi nào. Ở đây huynh khẳng định không có vấn đề gì chứ? Ai có gan đến Dương phủ lục xét chứ? Hơn nữa ta là tổng quản của Dương phủ, tất cả chìa khóa đều ở chỗ ta. Thì vệ canh giữa bên ngoài đều là tâm phúc của ta. Ta đã đào tạo nhiều năm, để ở đây không có vấn đề gì cả. Đúng là không sợ bị người ngoài phát hiện. Nhưng mà chuyện này không thể để cho Dương gia biết. Đương nhiên, xưa nay Dương gia không hề hỏi chuyện nhỏ nhặt này. Và lại xưa nay cũng không đến nhà kho. Huynh vẫn phải cẩn thận. Nếu như để Dương gia phát hiện, không những sẽ uổng công, và lại hai chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Ta biết rồi. Chuyện ở Dương phủ hãy để ta phụ trách. Huynh phải tập trung tinh thần đối phó với Bao đại nhân. Chỉ cần có chút sai sót thì họ sẽ chú ý ngay. Ta sẽ làm cho Bao đại nhân không nhận ra điều gì để rời khỏi Thanh Châu. Ta cảm thấy Bao đại nhân không rời khỏi đây nhanh lắm đâu. Tại sao vậy? Ông ấy không phải chúc thọ xong rồi về sao? Mộ Dung cô nương sẽ trị bệnh cho Tiểu Dương gia. Hơn nữa ta nghĩ nhất định sẽ trị khỏi. Hay quá. Tiểu Dương gia không cần phải chịu khổ nữa. Dương gia cũng có thể hoàn thành tâm nguyện rồi. Đúng là như vậy. Nhưng trị liệu cần phải mất rất nhiều thời gian. Cho nên không lý nào Bao đại nhân rời khỏi đây nhanh như vậy. Ta hiểu rồi. Ta sẽ chú ý. Hách đại thúc, thúc không phải nói Điền Thanh đã thoát ra ngoài rồi sao? Huynh ấy đã thoát ra ngoài thì sẽ về cứu chúng ta mà. Cậu cũng bắt đầu có lòng tin ở cậu ta rồi. Không phải có lòng tin mà là hy vọng. Có hy vọng dù sao cũng tốt hơn tuyệt vọng. Nói cũng đúng. Chúng ta còn chịu đựng được chính là nhờ vào hy vọng này. Đại nhân,
Nếu năm doanh trại bộ quân của Thanh Châu đều ở nơi trú quân, thuộc hạ nghĩ quân đội ở khu mỏ nhất định đều từ nơi khác tới. Điều động quân đội quyền hạn ở khu mật viện, ngay cả Trương Xung đã kiêm nhiệm binh mã tổng quản cũng không thể điều động trú quân khắp nơi của Kinh Đông Đông Lộ. Chỉ còn lại một khả năng, vì muốn ứng phó thị sát đại nhân, Phạm Vĩnh đã điều động 5 doanh trại dưới tầm kiểm soát của hắn. Tả vệ doanh, hữu vệ doanh, hậu vệ doanh, cấm vệ doanh đều nằm trong phạm vi 10 dặm của thành Thanh Châu. Hơn nữa hôm qua Trương Long Triệu Hổ đã cho người âm thầm giám sát hậu vệ doanh và hữu vệ doanh, không hề phát hiện tình hình điều động quân đội. Vì vậy doanh trại duy nhất có thể điều động là Hổ Tân Doanh ở Thọ Quan xa xôi. Hôm qua trong lúc đại nhân thị sát Hổ Tân Doanh, quan binh đều có vẻ mặt mệt mỏi, rất có khả năng là hành quân ngày đêm gây ra. Chúng ta hãy đến Thọ Quan thêm một lần, để cho họ trở tay không kịp, không phải có thể chứng thực hay sao? Không, chỉ cần ra khỏi thành thì tin tức sẽ truyền đến Thọ Quan. Ngoài ra Hổ Tân Doanh đồn trú khu nuôi non, trú điểm phân tán, họ đủ lý do để ngăn cản. Kể từ ngày mai bắt đầu điều tra châu chính Thanh Châu. Bộ phủ không tin, không thể điều tra ra lẽ được. Nhanh lên, dạ đi, sửa cho nhanh đó, nếu không đừng hậu ra ngoài. Còn bao lâu nữa mới có thể khôi phục khai thác? Thợ mỏ không dám vào sửa chữa, có lẽ phải mất thêm một thời gian. Không còn nhiều thời gian đâu, không dám vào thì giết đi, để xem có ai dám chống lệnh không. Dạ. Sau khi khôi phục khai thác, lập tức làm suốt ngày đêm, bù lại thời gian mấy ngày đã mất cho ta, có nghe chưa? Tôi hay hiểu rồi. Ê, họ đang làm gì vậy? Nghe nói hầm đã bị sụp đổ, họ đang tìm người vào đó sửa chữa. Ê, đây là công việc nguy hiểm nhất. Nóc hầm đã sụp đổ, lúc nào cũng sẽ tiếp tục sụp đổ. Vào đó trong lúc này tức là nộp mạng. Không biết họ sẽ tìm ai đi nữa. Ngươi sửa chữa hầm đi. Hát Đại Thúc, chân của Hát Đại Thúc còn bị thương mà. Ông ta là thợ mỏ thật thụ, ông ta biết sửa chữa như thế nào. Ông ta không đi thì ai đi? Để ta đi. Được, có người tự nguyện cũng được, để theo ta. Nhanh lên, Thúc. Lý Đại Thúc, Lão Lý, Lão Lý, Lão Lý, Lý Đại Thúc, Lý Đại Thúc, Lão Lý. Mao đại nhân đã xem xét xong bộ quan Thanh Châu. Bắt đầu từ ngày mai, đối với chính tích trong nhà cực cổ của ba tánh sẽ triển khai thị sát. Hả? Vậy phải làm sao? Thanh Châu có rất nhiều người mất tích, gia quyến những người đó sẽ tới dịch quán để trình báo đó. Đừng hoảng hốt, trước tiên hãy bịt miệng gia quyến của số tội phạm đó, sau đó phái hết người của Châu Nha ra ngoài. Tự nhiên ba tánh sẽ không dám đến dịch quán kiện cáo. Nếu bà đại nhân không phái người tới dịch quán, làm sao kiểm soát tình hình ở đây? Phải biến sang thành tối, tìm mấy người trà trộn vào đám đông bên ngoài dịch quán, cũng có thể đạt được hiệu quả giám sát mà. Dạ, thuộc hạ sẽ làm ngay. Mời ghé xem đi cô nương ơi. Cái gì xảy ra sân cống đi? Đẹp đê hàng mới. Mời ghé xem đi cô nương ơi.
bà bánh bao. Tiểu thư ơi, qua bên kia coi dù đi, dù nhiều mà đẹp quá kìa. Chờ ta một chút, nhanh lên đi bà. Để ta xem giải đã. Kẻ hồ lớn, kẻ hồ lớn. Trời ơi, giải xem đi. Em cần cái này có được không? Được đó, rất là hợp với tiểu thư đó. Để ta coi. Cải xanh, cải xanh đi. Mời ghé xem. Trời ơi, lông gà. Được rồi, chỗ lông gà. Rồi. Có tình hình gì không? Tốt lắm, đại thẩm mua về xài thử. Bán cây đi. Cây kia đây, cây này. Đây có liền. Mời ghé xem, ghé xem. Ngày mai thì con phải đến Dương phủ trị bệnh cho tiểu Dương gia. Đại nhân bảo ta qua đây xem thử, xem con có cần gì không. Nếu như có thể trị khỏi bệnh như Dương gia mà nói, đúng là đã giải được mối lo lắng trong lòng. Chỉ còn cách trị khỏi bệnh cho hắn, Nguyễn Nhi mới có thể trở về phục chỉ với hoàng thượng. Nhưng thuật kim châm cần phải duy trì, không thể gián đoạn. Có lẽ mỗi ngày Nguyễn Nhi cần phải lui tới Dương phủ với Dịch quán rồi. Yên tâm, ta sẽ thu xếp, ta sẽ cho người đưa đón hàng ngày. Dược liệu cần thiết cũng đã điều chế xong rồi. Sư thúc, thành phần của dược vật không được có sai sót gì, cho nên Nguyễn Nhi phải đích thân đi hốt thuốc. Được, ta sẽ cử hai người đi cùng con. Hốt thuốc xong, họ sẽ đưa con về đây. Cảm ơn sư thúc. Thuốc đã hút xong rồi, lát nữa đưa về Dịch quán đi. Dạ. Trên phố cũng đông vui thật. Tuy không được phồn hoa lắm, nhưng so với trên kinh thành cũng gần như nhau. Cô không cảm thấy sao? Sư thúc, từ khi 14 tuổi con đã vào cung, đến nay chưa từng rời khỏi đó. Cho nên đường phố trên kinh thành như thế nào, con thật sự không rõ lắm. Ngày tháng chắc là không dễ chút nào, đặc biệt là với một đứa con gái trẻ như con. Thật ra hoàn cảnh và số mệnh của mỗi người đều khác nhau. Nếu con muốn, con cũng có thể đưa ra lựa chọn khác mà. Con cảm thấy cuộc sống ở trong cung rất hợp với con. Vả lại con đã quen rồi, đồng thời cũng có niềm vui trong đó. Chẳng lẽ con muốn sống trong cung suốt đời sao? Sư thúc, thật ra thúc vẫn chưa biết đâu. Nữ quan trong cung khác với những người khác, chỉ cần đến 30 tuổi có thể chọn cách ở lại trong cung hoặc là trở về dân gian. Vậy lựa chọn của con là gì? Nguyễn Nhi muốn kế thừa sự nghiệp của cha, là một nữ đại phu, cho nên có lẽ con sẽ chọn cách trở về dân gian. Ta tin rằng con sẽ là một vị đại phu tốt như cha con. Chỉ là như vậy thì đại sự trọn đời của con chẳng phải sẽ lỡ mất sao? Năm xưa sau khi vào cung, con đã định sống độc thân rồi. Biết đâu đây là số mệnh của con. Sao họ không chịu ra mặt chứ? Nói nhỏ thôi. Khánh Hoàng nói chuyện phải nói nhỏ, không biết có ai đang nghe trộm hay không. Ai sẽ nghe trộm chúng ta nói chuyện? Người trong gia môn. Họ muốn làm gì? Hôm nay bỗng nhiên khắp nơi trong thành đều có nha dịch bộ khoái tới luôn, làm cho lòng người hoang mang đó. Họ nhất định là vì chuyện bảo vệ trị an, hoặc là trong thành đã xảy ra chuyện gì rồi. Không đơn giản vậy đâu. Số gia quyến đó chỉ vì điều này nên mới không dám ra mặt. Ông muốn nói người của quan phủ muốn uy hiếp họ sao? Tuy không nói như vậy, nhưng trong lòng mọi người ai cũng hiểu. Nếu không ngậm miệng lại
e rằng bọn người đó không thể trở về rồi. Người quan phủ muốn uy hiếp bá tánh đúng là xem thường dương pháp. Chẳng lẽ để cho người ta ăn hiếp sao? Hết cách rồi. Vì muốn bảo vệ tính mạng của người thân, gia quyến của họ không chịu đứng ra làm chứng đâu. Khách quan đừng xen vào chuyện này nữa. Chuyện này ta phải xen vào. Lâm chứng quầy, phiền ông hỏi lại xem. Ta sẽ quay lại. Anh à, tốt với người hỏi ngủ cho con giấc đi, sáng ngày mai còn phải đi sửa đó. Mời xem ông ấy thế nào đi. Dạ. Lý Đại Thúc, Lý Đại Thúc, Lý Đại Thúc, Lý Đại Thúc, Lý Đại Thúc. Trong thành vẫn còn kiểm soát được chứ? Không có vấn đề. Tất cả gia quyến của phạm nhân, thuộc hạ đã dùng nhiều cách căn dặn rồi. Thuộc hạ dám đảm bảo, họ tuyệt đối không dám thưa kiện gì với Bao đại nhân đâu. Cho dù đích thân Bao đại nhân có hỏi, họ cũng không nói gì. Hành tung của số tội phạm này đúng là phần không thể giải thích được. Nhưng mà ngoài chuyện này ra, đối với chính tích của Thanh Châu, Bao đại nhân sẽ rất hài lòng. Còn có nơi nào muốn thuộc hạ tăng cường nữa không? Có. Số tội phạm bị bắt giữ và cả số đưa đi toàn bị ghi chép đều phải chỉnh lý lại. Hơn nữa còn phải chuẩn bị cách nói. Trong lúc Bao đại nhân điều tra đến hình ngục tố tụng, ngươi sẽ đứng ra giải thích. Thuộc hạ? Đại nhân muốn thuộc hạ đứng ra trả lời hả? Không sai. Nếu Bao đại nhân hỏi tới chuyện ở lao ngục, người trả lời phải là tham quan tư pháp. Thuộc hạ là bộ đầu, làm sao giải thích được? Bốn phủ đã thu xếp tham quan tư pháp cáo bệnh về quê rồi. Ngoài ngươi ra còn có ai thích hợp không? Ngươi mau về chuẩn bị đi. Ta sẽ cố gắng quản lại phần thẩm tra này. Bất kể thế nào cũng không để cho Bao đại nhân sản sinh nghi ngờ với những tội phạm đã mất tích. Nói như vậy, Châu Nha đã có hành động với ba tánh hay sao? Gia quyến của những phạm nhân mất tích không dám ra mặt, đây chính là minh chứng tốt nhất. Đúng là Châu Nha đã uy hiếp họ. Nếu ngày mai đại nhân sẽ đi điều tra Châu Chính, tại sao không bắt đầu từ hình ngục? Không. Bây giờ mà điều tra, bất quá chỉ có thể trách tội lơ là hình ngục mà thôi. Chỉ cần hy sinh một vài quan viên thì họ có thể chối cãi sạch sẽ mọi chuyện xảy ra ở khu mỏ đó. Đại nhân vẫn muốn tiến hành từ từ, không muốn bứt dây động rừng. Không sai. Nếu như có thể tìm được khu mỏ như Điền Thanh đã nói sớm hơn, vậy thì mọi chuyện sẽ được rõ ràng. Còn về tình hình Châu Nha, chẳng qua chỉ chứng minh được là hai bên có liên quan, liên quan như thế nào thôi. Đại nhân, ngày mai có cần thuộc hạ đi tìm với Điền Thanh hay không? Dĩ nhiên là được, nhưng đừng để người ta chú ý. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ gặp họ ở ngoài thành. Vậy thì tốt nhất. Dược vật Quỷ Nhi đang cần, mua đã đủ chưa? Mua đủ rồi. Lát nữa sẽ thảo luận chi tiết chuyện ra vào dương phủ với nó.
đến ngay. Sư thúc, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Ngày mai đến Dương phủ có thể trị bệnh cho tiểu Dương gia rồi đó. Ừ. Sư thúc đang lo một mình con đến Dương phủ không thể thích nghi. Sư thúc xem thường con quá rồi. Chẳng lẽ sư thúc quên Quyển Nhi là nữ quan tư dược trong cung rồi sao? Ngay cả lúc hoàng thượng và thái hậu bị bệnh, Quyển Nhi cũng có thể ung dung chẩn trị mà. Huống hồ đó chỉ là tiểu Dương gia. Đúng rồi, ta lo lắng quá nhiều rồi. Sư thúc, thúc vẫn còn nhớ hộp đựng kim này sao? Nhớ chứ, dĩ nhiên là nhớ. Hộp này là vật tùy thân của sư phụ, dùng để đựng kim mà. Sau khi sư phụ qua đời thì đã truyền lại cho sư huynh. Sau khi cha con qua đời thì đã truyền lại cho con. Ngọn lửa 6 năm trước đã thiêu rụi cả nhà con, thiêu chết tất cả người thân của con, cũng đã thiêu hủy hết tất cả ghi chép và sách y của cha con. Chỉ còn lại chiếc hộp này. Đây là di vật duy nhất cha để lại cho con. Quyển gì? Trong những năm ở trong cung, con dựa vào trí nhớ, cố gắng ghi lại cách dùng thuốc trong lúc hành y của cha con. Một ngày nào đó con sẽ hoàn thành. Hơn nữa, nhất định sẽ để cho nó được lưu truyền, để tâm huyết của cha con có thể cống hiến cho người đời lần cuối cùng. Đến lúc đó, trong đời con không còn nuối tiếc gì nữa. Con đưa con gái như vậy còn mong muốn gì nữa? Chắc là ở dưới Cửu Tuyền, sư huynh đã có thể nhắm mắt rồi. Quyển Nhi mất tư cách rồi, xin sư thúc đừng cười. Không đâu. Quyển Nhi, con khiến sư thúc cảm thấy không sánh bằng. Chắc là cha con sẽ tự hào về con. Đúng rồi, ngày mai sau khi đến Dương phủ, con hãy trị khỏi bệnh cho tiểu Dương gia, để cho người đời biết y đạo gia truyền của Mộ Dung gia có sự khác biệt như thế nào, tế thế cứu người như thế nào. Triển đại nhân, sao đại nhân cũng đến đây? Hôm nay ta sẽ đi cùng ngươi. Trương Long. Dạ. Cho hắn mượn ngựa của ngươi đi. Dạ. Triển đại nhân, xin đừng bỏ lỡ thời gian, nếu không đóng cửa thành thì phiền phức lắm. Ta biết rồi, đi thôi. Cha. Thiếu hổ à, Quỳnh nói hôm nay hắn có tìm được không? Cũng khó nói, còn phải xem vận mai. Trương đại nhân, bắt đầu từ hôm nay bổ phủ sẽ điều tra châu chính của đại nhân. Xin bao đại nhân cứ việc xem xét. Được, bổ phủ sẽ bắt đầu từ tài chính sư thuế của thành châu. Công tôn tiên sinh, tiên sinh hãy lần lượt đôi chiêu. Dạ, học trò không dám lơ là.
Hà Quang sẽ lệnh cho Thôi Quang, Phán Quang, kể cả Tào Quang toàn lực phối hợp với Công Tôn tiên sinh. Vậy làm phiền Trương đại nhân. Khách quan về thông thả, nhớ ghé lại nha. À, được rồi, được rồi. Đinh Thuốc, Tiểu Bảo, cuối cùng cũng về rồi. Ờ, về rồi, về rồi. Nè, nè, vào trong ngồi, vào trong ngồi. Vào đi, vào đi. Vào đi, vào đi. Ê, không sao, không sao. Trời ơi, Lâm trưởng quầy chào ông. Đinh Quý, ông đó hả? Ồ, đúng vậy. Ông đã 7-8 tháng không về thành Thanh Châu rồi. Qua đây, qua đây, ngồi đi, ngồi đi. Nè, lần này sao ông đi lâu dữ vậy? Tôi đã đến kinh thành một chuyến. À, người bán hàng với ông có đến kinh thành để mà lấy hàng sao? À, không phải tôi muốn ra ngoài mới đâu tầm mắt sao? Ở kinh thành nó náo nhiệt lắm đó. Vậy sao? Tôi còn mang không ít đồ tốt về đây. Đinh Đại Thúc, nè, uống trà, uống trà đi. Ờ, được, được. Tiểu Bảo à? Dạ. Hộp phấn thơm này cho vợ của cậu đó. Ừ. Cậu hãy nói với cô ấy, cái này được quý cô nữa trên kinh thành hoan nghênh dữ lắm. Vậy hả? Cái này là Đinh Đại Thúc có thể mang về tặng cho cô ấy đó. Cảm ơn Đinh Đại Thúc. Đừng khách sao. Ông chủ, tôi làm việc nha. Đi đi. Đại Thúc mời chơi ha. Được, được. Ủa, Đinh Đại Tẩu của tôi đâu? Bãi không phải ngày nào cũng đến để uống trà sao? Ê, đừng nhắc đến nữa. Sau khi Đinh Trung mất tích rồi thì Đinh Đại Tẩu mắc bệnh thất tâm phong, ngày nào cũng lãng vảng ở trên phố đó. Nhìn thấy người tuổi bằng Đinh Trung á, bãi đều giữ lại hết. Đáng thương lắm. Chuyện này là thế nào? Đinh Trung mất tích rồi sao? Trong 7-8 tháng ông không có ở đây, trong thành xảy ra chuyện lớn đó. Không phải chỉ có Đinh Trung mất tích đâu, kể cả láng giềng trên phố cũng xảy ra chuyện rồi. Hả? Ngay cả Điền Thanh cũng mất tích luôn rồi đó. Điền Thanh hả? Hắn về đây lúc nào vậy? Nửa năm trước hắn mới về 2 ngày thì đã mất tích rồi, đến bây giờ vẫn không có tin tức gì. Dạ, hai gì vậy ha? Điền đại ca chỉ có đứa con này thôi. Đúng vậy, tôi biết mà. Điền đại ca có ân nặng như núi với ông, dĩ nhiên ông quan tâm cô ta rồi. Nếu năm xưa không phải có Điền đại ca góp vốn cho tôi, kể cả người bán hàng kiếm miếng cơm như tôi cũng không có làm được, không chừng đã đói chết từ lâu rồi. Người tốt được chết sớm như vậy đó. Sau khi Điền đại ca qua đời, tôi đã tìm Điền Thanh khắp Thanh Châu 2 năm trời. Sau đó tôi không thể đợi nữa, tôi đã tới Hà Bắc tìm cậu ta. Nào ngờ cậu ta lại từ Hà Bắc trở về Thanh Châu. Bây giờ tôi trở về, cậu ta lại mất tích. Đinh Quý, lần này trở về ông phải ở lại một thời gian. Tôi tin Điền Thanh nhất định sẽ trở về thôi. Tôi sẽ đợi cậu ta trở về. Lúc sinh thời đại ca có cho tôi món đồ, tôi phải giáp mặt giao cho cậu ta. Phương thức sắc thuốc tiểu nữ đã ghi rất rõ ràng. Mỗi ngày 3 thang, dùng sau giờ cơm nửa canh giờ. Cảm ơn Mộ Dung cô nương, tại hạ sẽ làm ngay. Mộ Dung cô nương, tiểu dương gia hãy gọi tiểu nữ là Nguyễn Nhi. Được. Nguyễn Nhi à, cô nương có biết tại sao tại hạ đồng ý để cho cô nương trị bệnh hay không? Chắc là cách kích tướng của tiểu nữ đã có hiệu quả rồi. Không, thực ra tại hạ cũng không muốn phụ dương phải lo lắng. Hơn nữa cũng không muốn để bao đại nhân thất vọng. Nhưng mà điều quan trọng nhất là tại hạ biết cô nương có thể trị khỏi bệnh cho tại hạ. Cảm ơn tiểu dương gia đã tin tưởng Nguyễn Nhi. Được, bây giờ cô nương có thể dùng kim với tại hạ rồi. Trước tiên xin tiểu dương gia cởi áo ra. Cởi áo à? Đúng. Mặc áo dùng kim cũng được, chỉ là như vậy không thể bảo đảm chính xác được. Tại vì mục đích chính trong chuyện dùng kim là xúc tiến huyết mạch vận hành,
Cho nên Tiểu Dương gia cởi áo ra sẽ tốt hơn. Chỉ là hành y cứu người không phải phân biệt nam hay nữ. Bây giờ tiểu nữ là đại phu, Tiểu Dương gia là bệnh nhân. Tiểu Dương gia đừng ngại. Được, không ngờ cô nương lại thẳng thắn như vậy. Đó là điều khiến cho tại hạ tăng thêm phần kính phục. Cởi áo. Dạ. Có phải ngọn núi kia không? Không phải. Giá lại không phải chỉ ngọn núi này, cả dãy núi này e rằng cũng không phải địa điểm của khu mỏ đó. Không sao đâu, vẫn còn sớm, chúng ta tìm tiếp. Sao rồi? Tại sao vẫn chưa sửa xong? Hầm đã sụp rồi, muốn dừng lại không phải nhanh vậy đâu. Không nhanh không được, sửa không xong ai phụ trách? Để thuộc hạ đi hối thúc. Khoan đã, nghe cho rõ đây, hôm nay nhất định phải sửa xong. Sửa không xong ai cũng không có cơm ăn. Không cần biết ngươi dùng cách nào, ngày mai nhất định phải khôi phục khai thác, hiểu chưa? Thuộc hạ tuân lệnh. Dung cô nương đã bắt đầu trị bệnh cho Tiểu Dương gia rồi, có phải vậy không? Dạ, thuộc hạ đã làm theo ý của Mộ Dung cô nương, chuyên nhân sắc thuốc, toàn lực phối hợp rồi. Được, đây là cơ hội hiếm có. Không ngờ chuyến đi đến Thành Châu của Bao đại dân lần này lại mang đến cơ duyên này cho Ngọc Nhi. Tâm nguyện nhiều năm của bổn dương cuối cùng đã được hoàn thành. Dương gia nhân đức nên Tiểu Dương gia mới được trời cao thương xót. Thuộc hạ tin rằng Tiểu Dương gia ắt sẽ được bình phục, khỏe mạnh mãi mãi. Mong sao được như vậy. Chính đại nhân, sao rồi? Điện Thanh, không sao đâu, ngày mai tìm tiếp. Các ngươi từ từ về thành, ta đi trước đây. Dạ. Dạ. Chờ. Chúng ta cũng về thôi, đi, đi thôi. Dành cho Tiểu Dương gia. Vậy cô nương nên xuất hiện sớm hơn. Tiểu Dương gia. Nhưng bây giờ cô nương mới xuất hiện, tại hạ vẫn rất vui mừng. Không phải vì chứng bệnh này, mà là vì cô nương. Tiểu Dương gia,
Hôm nay là lần thứ ba chúng ta gặp nhau mà. Nhưng Tài Hạ cảm thấy hình như chúng ta đã quen biết mấy chục năm rồi. Đó là vì Tiểu Dương gia là bệnh nhân, tiểu nữ là đại phu. Thông thường bệnh nhân đều có tình cảm tốt với đại phu, kể cả ý niệm ỷ lại. Nhưng những điều đó không phải tình cảm thật sự. Tiểu nữ vẫn muốn tiếp tục điều trị cho Tiểu Dương gia. Tiểu nữ không muốn để lại loại cảm giác này ảnh hưởng đến liệu trình trị bệnh. Nguyễn Nhi, Tài Hạ, sau khi dùng kim châm, Tiểu Dương gia phải nghỉ ngơi. Về đi. Tiểu nữ sẽ dặn sài tổng quản giúp Tiểu Dương gia dùng thuốc đúng giờ. Hôm nay đã đi rất nhiều nơi, tuy không điều tra được khu mỏ đó, nhưng mà loại trừ khá nhiều điểm khả nghi. Chỉ cần ngươi không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm, tin rằng nhất định sẽ tìm ra thôi. Mao đại nhân, hai hôm nay lòng Thảo Dân thật sự như lửa đốt. Nếu như vẫn không tìm được thì... Điền Thành, phạm chuyện gì cũng không thể làm một lần là thành. Huống hồ phải tìm một khu mỏ giữa những dãy núi trùng trùng điệp điệp khó khăn như thế nào. Ngươi phải có sự kiên nhẫn hơn người và ý chí kiên định. Dạ. Sáng sớm ngày mai còn phải xuất thành, ngươi nên nghỉ ngơi sớm đi. Dạ, Thảo Dân cáo lui. Đại nhân, Điền Thanh vì chuyện không tìm được khu mỏ luôn canh cánh trong lòng. Thuộc hạ sợ hắn sẽ nản trí quá mức.就好，自己快乐满意就好。